Xin chào quý vị khán giả thân mến, nếu như có những đóng góp cho chương trình, quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video để đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, quý vị hãy tập trung vào những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa quý vị, mưa bão năm nay liên tiếp hoành hành Trung Quốc. Mới đây, trên trang South Morning China Post đưa tin siêu bão số 4 đã làm tê liệt hệ thống giao thông ở Hồng Kông, Trung Quốc, khiến hầu hết các chuyến bay phải hủy, xe buýt và tàu điện ngầm phải buộc ngừng hoạt động. Mặc dù đã có lo ngại về sự an toàn của hai nhà máy thủy điện hạt nhân ở Quảng Đông, nhưng cho đến cuối giờ chiều qua, chưa có báo cáo nào về sự cố. Không chỉ đặc khu Hồng Kông, mọi thành phố thuộc khu vực đồng bằng Châu Giang phía Nam Trung Quốc chiều qua đã ở trong tình trạng khẩn cấp. Kể từ trưa hôm qua, mọi cây cầu, con đường chính kết nối với thành phố ở Quảng Đông bị tê liệt, cửa hàng, quán ăn, các dịch vụ thương mại ngừng hoạt động. Thành phố Chu Hải sát với đặc khu Macau cho thực hiện chính sách không có người trên phố, không có ô tô trên đường. Theo tường thuật của phóng viên South China Post, người dân được yêu cầu ở trong nhà hoàn toàn khi bão đi qua. Một khách sạn lớn ven biển bị buộc phải di tản khách thuê phòng tới một tòa nhà ở sâu trong đất liền hơn. Ở thành phố Thông Quyến sát với Hồng Kông, mọi hoạt động của tàu điện bị đình chỉ và chưa biết đến khi nào hoạt động trở lại. Mọi chuyến bay đến và đi từ Thông Quyến bị hủy bỏ, trong khi sân bay Quảng Châu ngừng hoạt động từ trưa Chủ nhật tới ít nhất là 8 giờ sáng thứ Hai. Mặc dù bão rất mạnh, nhưng cho đến 5 giờ chiều qua, theo tờ địa phương, chưa có báo cáo về thương vong nào do siêu bão số 4 gây ra tại Trung Quốc. Tuy nhiên, 73 người đã thoát nạn đầy may mắn khi một con tàu bị nứt neo trên sông ở thành phố Huệ Châu. Cơ quan an toàn đường thủy Thâm Quyến đã nói cứu được một số người này khi tàu của họ trôi dạt trên sông trong lúc đang có bão lớn, và cũng chưa có báo cáo về thiệt hại đối với hai nhà máy điện hạt nhân là Thái Sơn và Dương Giang, đều ở tỉnh Quảng Đông, đều nằm trên lộ trình của cơn bão mạnh. Ngay cả những người dân địa phương vốn đã quen biết với bão cũng bị sốc bởi sức mạnh của siêu bão. Tôi cảm thấy rõ là tòa nhà rung lắc và tôi nghe tiếng gió hú dữ dội. Đi Borat Dai, một người sống ở quận Phúc Điền, Tâm Quyến nói, một số hàng xóm của tôi phải rời căn hộ trên cao, thậm chí ở tầng hầm của tòa nhà. Hơn 1.500 chỗ trú tạm đã được thiết lập ở thành phố Quảng Châu và Thâm Quyến, với số người phải rời nhà lên đến hơn 51.000 người. Cây đổ, cửa kính các tòa cao ốc bị gió làm vỡ khắp nơi. Sau khi tràn qua Hồng Kông, bão số 4 đổ bộ ngay vào phía tây tỉnh Quảng Đông chiều qua. Trước khi đổ bộ vào phía nam Trung Quốc, bão gia tăng sức mạnh khi đi qua Biển Đông, sau khi làm thiệt hại ít nhất 25 người. Theo Reuters cho biết, bão số 4 được xem là cơn bão mạnh nhất tấn công khu vực Bắc Biển Đông và chính phía Nam Trung Quốc trong những năm nay, với sức gió hơn 200 km/h. Chính quyền Trung Quốc nói ít nhất 25 người thiệt mạng, chủ yếu là do lở đất ở vùng núi, vẫn còn 13 người mất tích. Bão số 4 đã khiến chính quyền Hồng Kông phải nâng cấp độ cảnh báo lên mức 4, mức cao nhất, vào giữa buổi sáng ngày hôm qua, khi các cơn sóng dữ dội ập vào các vùng đất thấp, nhiều tòa nhà chọc trời rung lắc giữa trời bão gió, hàng chục ngàn người mắc kẹt khi sân bay quốc tế bị hủy bỏ hầu hết các chuyến bay. Năm ngoái, cơn bão Ifa, một trong những cơn bão lớn nhất trong năm gần đây, đã đổ bộ vào Hồng Kông, làm thiệt mạng 9 người, tàn phá Macau, khiến chính quyền bị chỉ trích là đã không chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần này, Macau đã cho đóng cửa hoạt động cờ bạc bắt đầu từ đêm thứ Bảy. Quân đội được lệnh trực chiến. Trước khi bão số 4 đổ bộ vào phía nam Trung Quốc, đã có những người lo lắng và lý do hoàn toàn dễ hiểu. Lộ trình của siêu bão số 4 trùng với địa điểm đặt hai nhà máy hạt nhân ở tỉnh Quảng Đông. Nhà máy điện Thái Sơn cách Hồng Kông 135 km, trong khi nhà máy điện Dương Giang cách Hồng Kông 230 km về phía tây. Lãnh đạo cả hai nhà máy nói đã họp bàn và triển khai các biện pháp phòng chống bão từ trước khi nó đổ bộ. Năm 2011, trong thảm họa sóng thần và động đất ở Nhật Bản, nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã gặp sự cố. Cùng thời gian cơn bão số 4 vào Biển Đông, một cơn bão mạnh khác đã tàn phá một số bang bờ biển miền Nam nước Mỹ. Các biện pháp tăng cường bên cạnh những quy định về an toàn hàng ngày đã được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho 6 nhà máy điện hạt nhân trong vùng. Một số người dân sống gần nhà máy Dương Giang nói bà rất e ngại khi có tin dữ đang vào và đã tích trữ thực phẩm để phòng bất chắc. Tôi sợ lắm, bà nói. Mặc dù ở vùng này năm nào cũng có bão, nhưng đây là cơn bão rất mạnh. Những hiện tượng kỳ lạ và liên tiếp xảy ra trong hơn một tuần qua tại con đập Tam Hiệp và những khu vực lân cận của nó có thể đây là những thông điệp từ dị tượng mang tính cảm tính, như cũng như những điểm báo cho những tai họa lớn sẽ ập xuống đầu người dân Trung Quốc trong tương lai không xa. Vì trên đời này không có gì là ngẫu nhiên hay là sự trùng hợp được lặp đi lặp lại trong thời gian dài.
Dư luận Trung Quốc vào hôm qua tiếp tục dậy sóng khi những thông tin liên quan đến những dị tượng bí ẩn này xung quanh con đập Tam Hiệp được lan truyền rộng rãi trên cộng đồng mạng, và đó là việc sau khi nhiều người chứng kiến những con vật giống như thủy quái xuất hiện trong dòng sông Dương Tử tại khu vực Tam Hiệp. Một người chứng kiến đã kể lại với tờ South China Morning Post rằng chúng giống như những con đồng khổng lồ với màu nâu đỏ, và anh ta đang cho rằng có thể nhìn thấy đầu của chúng trên mặt nước. Chúng ngoi lên để thở, cho thấy chiều dài mỗi con chừng 15-20 mét. Thật kinh hoàng. Lúc đầu tôi nghĩ là một tấm nhựa màu đen lớn mà ai đó vứt xuống hồ, nhưng sau đó tôi nhận ra đó là một con cá như thủy quái. Tôi đã bị sốc bởi kích thước khổng lồ của chúng, trông giống như những chiếc tàu ngầm, anh Lưu chia sẻ. Sau khi những người chứng kiến hiện tượng trên thì trong buổi chiều cùng ngày tại con đập Tam Hiệp tiếp tục gây bão với sự hoang mang dư luận khi một cơn mưa màu đỏ như máu trút xuống khu vực dòng sông Trường Giang, nơi hiện diện của con đập với biệt danh tử thần này. Nhiều cư dân mạng và nhiều thầy tu tiếng tăm tại Tây Tạng bình luận, đây chắc chắn là lời cảnh báo cho tội lỗi của con người, đặc biệt là những việc làm mà trời không dung đất không tha của Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình. Vô số lời than thở đi kèm, lẽ nào trận tai họa sẽ diễn ra lần này như những lời dự ngôn và tiên tri, có quá nhiều thiệt mạng đến từ phía sau, và không ít lời khuyên cũng được đưa ra sau hiện tượng này. Là con người hãy ăn năn thức tỉnh cho những suy nghĩ và việc làm phi luân phi đạo đức của mình nếu không muốn bị trả giá. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang nguy to bởi các thảm họa liên tục giáng xuống. Một cơn sóng lạ đã bất ngờ dậy lên ở sông Trường Giang đã khiến 500 căn nhà bị sóng phủ đầu. Hàng trăm học sinh của huyện Phụng Tiết, thành phố Trùng Khánh trên đường đi học về đã thiệt mạng và mất tích. Ngày hôm nay, đài phát thanh truyền hình Phụng Tiết, Trùng Khánh, Trung Quốc đã phát đi lời kêu gọi tất cả các thành viên của hội chữ thập đỏ tỉnh này hãy tham gia tình nguyện tìm kiếm các học sinh đang bị mất tích bởi một cơn sóng lạ. Theo lời kể của một cư dân cũng là nhân chứng duy nhất được nhìn thấy tận mắt tại hiện trường, vào khoảng 11 giờ trưa ngày hôm qua, mùng 3 tháng 7 năm 2023, ông ta dùng xuồng đi thả lưới dọc sông Trường Giang đoạn qua Phụng Tiết. Ông dừng lại để ăn trưa. Bất chợt, ông lắng nghe có tiếng rào rào như tiếng mưa rơi trên mái tôn. Tiếng rào rào mỗi lúc một lớn hơn. Ông cố nhìn xem xung quanh có tiếng động đó là gì mà từ nhỏ đến lớn ông chưa từng nghe thấy. Nhưng ông không thể định hướng được tiếng động phát ra từ đâu. Bỗng dưng ông nhận thấy chiếc xuồng trong chành, rồi sau đó chiếc xuồng bị lắc rất mạnh. Cuối cùng chiếc xuồng bị một lực bắn đưa lên cao và rơi tự do xuống mặt nước. Ông chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì trước mặt ông từ dưới lòng sông sôi sục lên sóng cao từng 15 mét. Một con sóng như ai đó điều khiển cứ nhắm đến đất liền mà lao vào úp thẳng lên một ngôi làng trong thị trấn Phụng Tiết. Toàn bộ ngôi làng bị chìm trong biển nước. Khoảng trong vòng 5 phút sau đó, ngọn sóng lần lượt rút về sông, để lại một bãi chiến trường tan hoang, nhà cửa đổ nát, cửa kính vỡ vụn, xe cộ lật nghiêng, lật ngửa, xác người già trẻ em la liệt. Những thanh niên cường tráng thì vẫy vùng trong biển nước, người nào khỏe mạnh và may mắn thì thoát được tử nạn. Điều rùng rợn nhất là một đoàn học sinh vừa tan trường đang trên đường về nhà, các em đều bị ngọn sóng lùa đi. Có rất nhiều em bị ngọn sóng hất tung lên mái nhà và may mắn sống sót. Có nhiều em bị cơn sóng hất cao lên đến ngọn cây, may mắn mắc lại đó và chờ đợi cứu hộ nạn giải cứu. Tiếng còi của xe hồng thập tự kéo inh ỏi khắp các nẻo đường. Tiếng loa phóng thanh của cơ quan truyền thông cấp huyện khẩn trương truyền đi những thông tin kêu gọi những thanh niên xung quanh các huyện lân cận. Những tình nguyện viên của các đội cứu hộ khẩn cấp vào cuộc tham gia cứu nạn cứu hộ nơi xảy ra thảm họa sóng lạ. Theo số liệu thống kê, đã có 226 người bị thiệt mạng. Đối tượng thiệt mạng đa số là người già và trẻ em không đủ sức vùng vẫy trong cơn sóng. Khoảng hơn 100 người bị cuốn trôi và đánh văng lên các nóc nhà và ngọn cây, hiện đang chờ giải cứu. Ông Trần Mẫn Nhĩ, người đứng đầu cơ quan hành chính tại đây, đã có mặt tại hiện trường sau 1 giờ đồng hồ. Tại đây, ông đã trả lời với giới báo chí một cách trung thực rằng hiện người dân Trung Quốc gần đây rất bất an về những hiện tượng lạ tại ven dòng sông Trường Giang này. Khi phóng viên hỏi ông ta về sự kiện ngày hôm nay tại thượng nguồn sông Trường Giang trong một buổi lễ của người dân cầu hồn cho những nạn nhân bị tử nạn trong cơn lũ dữ, đã xuất hiện hiện tượng lạ được cho là Tôn Ngộ Không tái thế. Nhóm phóng viên muốn cảm nghĩ của ông thì được ông Trần Mẫn Nhĩ trả lời rằng không riêng gì bản thân ông mà rất nhiều cán bộ cao cấp trong chính quyền cũng đã rất quan ngại trong vấn đề tâm linh này, bởi họ cũng đã tận mắt chứng kiến những hiện tượng lạ xảy ra. Có mặt tại hiện trường, bản thân ông và người thân đã rất ngạc nhiên khi nghe một tiếng động lớn từ một phiến đá. Sau đó một làn khói màu tím được phun ra và sau cùng là hình ảnh Tôn Ngộ Không đã xuất hiện trong buổi lễ cầu hồn cho người thân của họ. Tất cả những
những người dân có mặt tại trường đều rất bàng hoàng. Họ còn sống lại trong một cõi nào đó của một bộ phim thần thoại. Một cư dân địa phương đã tường thuật lại sự việc trong hoảng sợ. Ông ta đánh con thuyền nhỏ ngược lên thượng nguồn để đánh cá. Từ ngoài khơi xa, ông nhìn vào bờ thấy một đám người rất đông đang tụ họp ở một bãi cát ngay giữa khúc sông. Tò mò nên ông đã ghé thuyền vào bờ xem có chuyện gì đang xảy ra. Thì ông được một người trong đám đó biết họ đang tổ chức lễ cầu hồn cho 800 nạn nhân tử vong trong cơn lũ cách đây gần một tuần vừa qua. Nghĩa tử là nghĩa tận nên dù không quen biết, ông cũng đến tại bàn thắp lễ nén hương nhang cho người đã khuất. Ông đang định đi đến bàn lễ thì có tiếng động cơ của một đoàn xe đang chạy đến. Người dân ở đó nói cho ông biết đó là xe cán bộ cao cấp đang đến viếng cúng cho những nạn nhân tử vong trong lũ cùng với dân làng. Ông tiến đến gần bàn để thắp một nén hương tiễn người đã khuất. Ông cũng như mọi người chắp tay lên ngực và cầu nguyện cho các oan hồn được về cõi vĩnh hằng. Vang trong không gian và tiếng tụng kinh của các bậc chân tu hòa với tiếng chuông chiều quyện vào tiếng than khóc của những người thân còn sống sót sau trận lũ kinh hoàng đã tạo ra một âm thanh ai oán đến ngút trời. Trong lời cầu nguyện cho người dân, người thân hồn được sống siêu thoát khỏi dòng sông quái ác, người dân đã kêu rõ tên các nạn nhân để làm nên con đập Tam Hiệp trong tiếng kêu than ngất trời. Bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ như một quả bộc phát khoảng 2 tấn đã được cài trong vách núi. Sau tiếng nổ chắc chúa là một khe đá nứt ra, một làn khói màu tím được thoát ra từ khe đá. Mọi người chưa hết bàng hoàng thì một con khỉ khổng lồ tay cầm gậy như ý nhảy ra từ khe nứt của vách đá. Người dân đồng thanh hét lên một câu "Ôi Tôn Ngộ Không tái thế", rồi sau đó, với đức tin có sẵn trong lòng, họ chắp tay lên ngực, nhắm mắt lại và cầu nguyện Phật Tổ hiện linh. Ngay đây là một trong những sự kiện lạ và mang tính tâm linh mà trước đây trước sự chứng kiến của khoảng hàng nghìn người dân đã khiến các cấp chính quyền cũng phải e chừng với những việc làm mất đi nhân tính của con người. Thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả năng động. Xin chào và hẹn gặp lại.